Để chế tạo chiếc máy này, anh Phạm Văn Phong đã tận dụng từ máy làm sạch đáy ao, nối thêm hệ thống ống chữ T ngược và khung sắt, bắt ốc vào ống xả nước và đục gần 20 lỗ dẹt cách đều trên phần đầm ngang của ống chữ T. Khi thu hoạch, nước từ các lỗ dẹt phun ra với áp lực mạnh để đẩy ốc nổi lên bề mặt và đẩy tất cả ốc về phía sau nằm gọn trong lưới. Với hiệu quả như trên, mỗi đìa nuôi ốc hương rộng gần 1 hecta chỉ cần khoảng trên 20 nhân công và rút ngắn thời gian thu hoạch xuống chỉ còn 2 giờ so với trước kia phải mất cả ngày trời. Trước chiếc máy thu hoạch ốc hương độc đáo của anh Phong, nhiều hộ nuôi ốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận đã bắt đầu hợp đồng với anh Phong để thu hoạch ốc mỗi khi đến kỳ thu hoạch. Và với chiếc máy này, anh Phong đã kiếm thêm thu nhập khoảng trên 50 triệu đồng mỗi tháng.